Vâng, thưa quý vị, dự án công bố phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam được nhà nước tài trợ 240 tỷ đồng do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam làm chủ đầu tư. Và dự án này chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là từ năm 2008 đến năm 2012, đầu tư 90 tỷ đồng, đã in được 1.000 công trình với 644 đầu sách. Và mỗi đầu sách in được 2.000 cuốn do nhiều nhà xuất bản trúng thầu liên kết xuất bản như là nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Thời đại, Dân trí, Văn hóa Dân tộc, Khoa học Xã hội. Và giai đoạn 2 là bắt đầu từ năm 2013 cho đến năm 2017, đầu tư là 150 tỷ đồng để in 1.500 công trình. Và cho đến hết năm 2015 thì đã có hơn 220 đầu sách ra đời và đều do nhà xuất bản Khoa học Xã hội liên kết để có thể phát hành ạ. Và điều đáng nói là số tiền đầu tư thì quá lớn nhưng chất lượng lại đang ở mức đáng báo động. Có rất nhiều cuốn sách trong dự án này đang mắc nhiều sai sót, thậm chí là những lỗi cơ bản mà bất kỳ người đọc nào cũng có thể nhận ra. Nhà báo Mai Kiều Sơn, báo Nông thôn Việt Nam, là người đã đọc một loạt tác phẩm thuộc dự án công bố phổ biến tài sản văn hóa dân gian Việt Nam. Anh dễ dàng chỉ ra một loạt những lỗi sai trong các tác phẩm này. Chúng đều là những tác phẩm khoa học được xuất bản bởi những đơn vị uy tín, một đội ngũ biên tập bài bản, bao gồm biên tập kỹ thuật, sửa bản in, chế bản, trình bày bìa. Nhưng kết quả là đội ngũ này cho ra một tác phẩm mắc quá nhiều lỗi sai sơ đẳng. Điển hình là lỗi chính tả. Có những trang có tới gần 10 lỗi sai. Với lại những cái cuốn sách mà nhiều lỗi như thế, thì khi họ đi thực địa, họ sẽ thấy rằng này, với thực địa và trong sách vở nó không khớp với nhau. Đấy. Và điều đó nó sẽ tạo ra những cái khả nghi, những cái người là không tin tưởng, bất tín trong cái khoa học của chúng ta. Và điều đó thì kể cả sau này khi mà thế hệ với sách vở thì nó còn được lưu truyền và thêm nhiều những cái thời gian dài sau này nữa, thì đối với cái lớp con cháu sau này khi họ đọc vào, họ sẽ cười rằng là vừa cười nhạo với một cái thế hệ chúng ta làm việc quá cầu thả như vậy. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh là người có tác phẩm được xuất bản trong dự án lần này. Cuốn sách được ông viết năm 1983 một lần nữa được đến tay bạn đọc, song niềm vui chẳng trọn vẹn khi ông cầm trên tay sách của dự án. Có những cái lỗi ấy, thì thay đi một phụ âm hay một nguyên âm nó sai ấy, thì nó cũng lệch đi cái ý nghĩa nội dung, có thể nó làm cho người ta hiểu sai lệch đi, nhận thức nó không đứng đắn, không đúng, không đồng thuận với cái nhận thức của tác giả. Khi đọc lại cái sản phẩm của mình ấy, thì nó cũng có những cái chút lấn cấn, tôi cũng hơi buồn trong đó những cái lỗi kỹ thuật, lỗi morat nó vẫn còn xuất hiện rất nhiều trang trong công trình của mình. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hảo cũng cùng tâm trạng. Cuốn sách của bà chỉ hơn 200 trang nghiên cứu về nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các vị tổ nghề. Ấy vậy mà cũng không khó để đếm những lỗi sai. Tất nhiên là quyển sách nào thì cũng phải có những cái lỗi, nhưng mà cái lỗi là nó rất nhỏ thôi và hạn hữu thôi. Chứ bây giờ nhé, một cuốn sách in ra nhé, mà lại một cái bảng đính chính nó dài độ mấy trang, thế mà lại sai toàn những cái lỗi chính tả mà những cái người bình thường nhất, người ta cũng không mắc cái sai lầm đấy, thì cái điều này là không thể chấp nhận được. Được biết, tất cả những cuốn sách này đều nằm trong giai đoạn 1 của dự án công bố phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian Việt Nam. Giai đoạn này đã kết thúc với số tiền được đầu tư lên đến 90 tỷ đồng. Và giai đoạn 2 vẫn đang tiếp tục tới năm 2017 với con số bỏ ra còn khổng lồ hơn 150 tỷ đồng. Cái kiểu con sâu làm rầu nồi canh mà có những cái sai nó không đáng sai. Mà những cái nhà xuất bản ấy thì tôi nghĩ là thế này, nếu như mà in những cái quyển sách đầu tiên ấy mà mình thấy là có cái tình trạng như thế là phải đình lại ngay và phải làm việc cho nó rõ ràng. Đây được coi là những cuốn bách khoa thư về văn hóa dân gian. Chưa từng có cuốn bách khoa nào có nhiều lỗi kỷ lục mà lại mang danh sách nhà nước tài trợ như thế này. Đúng là bách khoa thư đã biến thành bách khoa hư.